Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về truyện hay sách nào nhé. Chương 141. Chưa kịp thấy rõ người đến, đã nghe một chuỗi tiếng ho khan già nua và suy yếu. Viêm Thác trong lòng chợt rung động, hắn nhớ tới một người. Đó là Lý Nguyệt Anh. Người vốn nên ở cùng với Lâm Hỷ Nhu nhưng lại biến mất kỳ lạ giữa chừng, chính là Lý Nguyệt Anh. Người bước ra thật đúng là cô ta. Viêm Thác cảm thấy xúc động, Lâm Hỷ Nhu bên kia có vẻ đã bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng Lý Nguyệt Anh với lòng dạ độc ác vẫn sống sót đến giờ, bất kể là thiên tai hay nhân họa, cô ta luôn may mắn sống sót, không biết tiêu chuẩn may mắn này là gì. Dư Dung không nhận ra được, nàng chỉ nhìn thấy ảnh của Lý Nguyệt Anh. Chưa từng gặp mặt trực tiếp nên không có ấn tượng gì. Viêm Thác nhắc nàng, người đi theo Lâm Hỷ Nhu là Địa Kiêu. Chết tiệt, là Địa Kiêu. Dư Dung căng thẳng toàn thân, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn, thân thể lung lay, nửa quỳ xuống để chống đỡ, mới không bị ngã. Dư Dung thực sự không còn nhiều sức lực, nàng cắn răng, cảnh giác nhìn Lý Nguyệt Anh tiến đến gần. Lý Nguyệt Anh cũng may mắn. Khi Nhiếp Cửu La và Lâm Hỷ Nhu đánh nhau, nàng thừa cơ chạy trốn. Một mình, mục tiêu nhỏ, tìm chỗ góc ẩn nấp và không bị phát hiện. Sau khi tình hình lắng xuống, nàng dự định rời khỏi Thanh Nhưỡng ngay lập tức. Tuy nhiên, nhiều năm không quay lại, tuyến đường nàng biết không còn quen thuộc. Lang thang 2 ngày, nàng bị động tĩnh này thu hút đến đây. Coi như không tệ, trước mắt hai người này đều có khung xương có thịt, nhưng đói bụng đến mức không còn sức chiến đấu. Lý Nguyệt Anh liếm môi, nàng cũng đang đói. Dư Dung trong lòng run lên, nàng từng đối mặt với nhiều dã thú, đối với loại động tác này có một sự cảnh giác tự nhiên. Viêm Thác cười khổ, biết vậy cho ngươi ăn còn hơn. Đây là sợ điều gì sẽ gặp điều đó sao? Dư Dung không thể tin nổi, nàng loại này, không phải không ăn tạp sao? Nàng không biết Lý Nguyệt Anh đã mất đi máu túi, không ăn tạp đã không còn quan trọng. Viêm Thác cũng không rõ, chắc là đói quá rồi, cẩu nhà trước đây cũng từng ăn tạp mà. Cẩu nhà ăn tạp, còn có Lâm Hỷ Nhu chủ trì phép tắc, Lý Nguyệt Anh hiện tại thì vô pháp vô thiên. Lý Nguyệt Anh không quen biết hai người này, cũng không định chào hỏi, nàng chỉ thuần túy xem xét con mồi, nam nhìn đã thoi thóp, không đủ gây sợ, nữ dường như còn có thể chống cự 2 lần, vậy thì đối phó nữ trước. Giải quyết nữ rồi mới mở bữa ăn. Viêm Thác hạ giọng, ngươi còn có thể chạy không? Hoặc là, dẫn nàng tới đây, ta sẽ nghĩ cách ôm chết nàng, kéo dài thời gian, ngươi chạy được bao xa thì chạy. Dù sao Di Ngôn cũng đã giao phó, hắn không quan tâm kiểu chết, còn có thể phát huy chút nhiệt lượng thừa là tốt rồi, xương cốt và thịt cũng không phí công vô ích. Dư Dung không lên tiếng, nàng cảm thấy mình không nên nghĩ đến điều này. Nhưng vẫn không thể không cân nhắc khả năng. Thực ra cũng có thể được, nàng quen thuộc với dã thú, bình thường dã thú ăn no sẽ lười biếng một lúc lâu, con mồi đi ngang qua cũng chẳng thèm để ý, Lý Nguyệt Anh với thể lực này, một mình nàng đủ ăn, nếu thực sự bị Viêm Thác quấn lấy, nàng chưa chắc đã đuổi theo nàng. Nhưng làm như vậy có thích hợp không? Đang suy nghĩ, Lý Nguyệt Anh đã cúi người, hai tay thành chảo, hai cánh tay chạm đất. Lưng thẳng đứng lên, rõ ràng là người, đã sống nhiều năm như người, nhưng trong chớp mắt có thể quay lại trạng thái thú, không hề có chút không hài hòa. Sau đó, nàng đạp chân một cái, lao thẳng tới. Dư Dung tê cả da đầu, cô gái này nhìn già yếu bệnh tật, nhưng khi động thủ, lại mang theo lực sắc bén tàn nhẫn, nếu là bình thường, nàng cũng không sợ đối đầu, nhưng bây giờ. Nàng tỉnh sức mạnh tích lũy. Thẳng đến khi Lý Nguyệt Anh đã nhảy đến trước mặt, mới đột nhiên nghiêng người né tránh. Lý Nguyệt Anh khí thế mạnh mẽ, một cú đánh không trúng không sao, chỉ cần nhẹ nhàng chuyển hướng, lại tiếp tục bắt về phía Dư Dung, hoàn toàn coi Viêm Thác nằm bên cạnh như người chết. Viêm Thác nằm lâu như vậy, dù sao cũng chậm một chút lực, hắn lầm tưởng vị trí của Lý Nguyệt Anh, cắn răng đứng dậy nhào tới, vốn muốn lật ngã Lý Nguyệt Anh, nhưng đã đánh giá cao năng lực hiện tại của mình. Thân thể đưa đến một nửa đã hết lực. Chỉ có thể làm được bao nhiêu là bao nhiêu, Viêm Thác từ bỏ dự định ban đầu, ôm chặt lấy bắp chân của Lý Nguyệt Anh. Với sức lực hiện tại, hắn không thể kéo Lý Nguyệt Anh về, chỉ có thể thêm trọng lượng của mình để tạo thêm chướng ngại cho nàng. Bất kỳ ai mà đột nhiên có một người đàn ông trưởng thành ôm chặt chân, đều không thể thoải mái. Lý Nguyệt Anh lảo đảo, tức giận tím mặt, quay lại bắt lấy Viêm Thác. Dư Dung biết đây là Viêm Thác đang tạo cơ hội cho mình. Tận dụng thời cơ, nàng gần như định chạy ra ngoài, nhưng trong chốc lát, trong đầu lại lướt qua ý nghĩ, ta cứ như vậy mà chạy đi sao? Cứ như vậy mà đi, mạng có lẽ sẽ được bảo đảm, nhưng sau này, liệu có thể ngủ yên ổn không? Dư Dung quyết định, hét lớn một tiếng, quay người giương đao chém. Lý Nguyệt Anh như có mắt phía sau, vai phải hạ xuống, tránh được cú chém, ngược lại Dư Dung dùng hết toàn lực, không dừng lại được, dưới chân bị Viêm Thác làm mất thăng bằng, ngã mạnh ra ngoài. Chưa kịp đứng lên, đã cảm thấy sau cổ đau nhói, Lý Nguyệt Anh lao tới, một chảo bắt vào gáy, nâng nửa người trên của nàng lên. Bị cào thương rồi sao? Dư Dung cảm thấy mắt lạnh, tình thế hiện tại, bị cào thương là như mất nửa cái mạng. Tôn Chu chính là vết xe đổ. Trong bụng nàng cuồng nộ, nghĩ rằng ta chết thì ngươi cũng phải đại xuất huyết. Trở tay hướng về mặt Lý Nguyệt Anh một chảo, nhưng Lý Nguyệt Anh phản ứng nhanh, tay vung, Dư Dung hoàn toàn dựa vào Lý Nguyệt Anh sách mới đứng vững thân thể. Một khi tay buông, thân thể Dư Dung tự nhiên rơi xuống, cú chảo cũng rơi vào khoảng không. Chưa dừng lại, Lý Nguyệt Anh buông tay, thân thể tiến vào, thuận tay lại một chảo, móc thẳng vào hai mắt Dư Dung, tình hình này, ít nhất một con mắt cũng bị phế. Dư Dung muốn xé rách cả mí mắt, nhìn Lý Nguyệt Anh với sắc mặt dữ tợn, chỉ hận mình không có sức lực, không thể ăn sống nuốt tươi nàng. Ngay lúc này, chỉ nghe vèo một tiếng, đầu Lý Nguyệt Anh lệch ra, bỗng nhiên cứng lại. Có một mũi tên inox bóng loáng lao đến, sắc bén vô cùng, từ huyệt thái dương trái của Lý Nguyệt Anh vào, ra huyệt thái dương phải. Xé ngang qua trán, giống như mọc sừng hai bên trán. Dư Dung lặng người nhìn Lý Nguyệt Anh. Lý Nguyệt Anh cũng kinh ngạc nhìn Dư Dung, miệng mấp máy, như không rõ chuyện gì xảy ra, thậm chí run rẩy đưa tay sờ mũi tên nhô ra ở huyệt thái dương. Cách đó không xa, truyền đến tiếng thở hồng hộc của Tước Trà, Dư Dung, Dư Dung. Dư Dung không còn để ý đến Lý Nguyệt Anh nữa, nhìn theo hướng âm thanh. Thật sự là Tước Trà. Đứng cách mười mấy mét, tay cầm nỏ, vai đeo túi, phía sau nàng hơn 10 mét còn có 2, 3 bóng người, một trước hai sau, giống như bầy nhạn xếp hình chữ V bay trên trời. Dư Dung thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, Lý Nguyệt Anh mới thật sự lệch ra ngã xuống. Phía bên kia, Viêm Thác vẫn chưa buông tay, hắn dùng hết sức, ôm chặt lấy chân Lý Nguyệt Anh, trong lúc nhất thời, không biết làm sao buông ra. Hắn nhẹ giọng hỏi. Là người của chúng ta đến sao? Dư Dung thì thào, đúng vậy. Nàng cảm thấy kỳ lạ, chỉ lưu lại Tước Trà và Tôn Lý thủ vệ. Làm sao hiện tại lại có 3 người chạy đến? Kim Nhân Môn bên kia còn giữ người không? Không quan trọng, một nơi có một câu chuyện. May mà để Tước Trà thủ vệ, nếu để nàng theo đội, chắc đã hy sinh, cũng không có sự việc trước mắt này. Dư Dung nhắm mắt lại. Nàng thật sự quá mệt mỏi. Khi Viêm Thác tỉnh lại lần nữa, là đang trên đường trong rừng núi. Giống như trước, cảm thấy thân thể lảo đảo, nhưng khác ở chỗ, hắn nghe được tiếng chim hót, cảm nhận được mùi thơm của đất và cây cỏ, còn cảm thấy ánh nắng mặt trời chiếu trên thân. Đây là, đã ra ngoài rồi sao? Viêm Thác trong lòng giật mình, vô ý thức muốn mở mắt, nhưng mí mắt quá nặng, không thể mở ra. Lỗ tai lại rất nhạy, nghe được tiếng nói chuyện liên tục. Có thể ra ngoài dưới ánh mặt trời, lần này Dung tỷ có thể được cứu. Không phải đâu, tối qua ta không ngủ được, sợ hôm nay trời sẽ đầy mây. Dung tỷ là Dư Dung. Nhớ lại, Dư Dung bị Lý Nguyệt Anh cào thương, mong muốn ra ngoài dưới ánh mặt trời để sử dụng sức mạnh tự nhiên của nó. Giọng nói bỗng nhiên hạ thấp, mang theo chút thận trọng. Nhưng mà, Tưởng thúc, không thể đi sao? Dây đỏ sâu đồng. Chắc chắn là không có cách nào. Dung tỷ cũng lo lắng, ngươi nói xem làm sao để cứu Tưởng thúc bây giờ. Viêm Thác mở to mắt. Trước mắt vẫn là một màu đen, bị bịt mắt, Viêm Thác không nghĩ nhiều, thuận tay tháo xuống. Khi tháo xuống, mới hiểu tại sao phải bịt mắt, ánh sáng mặt trời làm hắn chói mắt, khiến hắn đau hừ một tiếng, nhanh chóng nhắm mắt lại. Trước mắt là một mảng đỏ, như có vô số lông châu đâm vào. Cáng cứu thương lập tức dừng lại, đặt xuống đất, có người kinh nghiệm an ủi hắn, không sao, ở dưới đất lâu, khi lên đây không thể mở mắt nhanh như vậy. Một người khác lắc chén nước, uống chút nước đi, buổi sáng đun, vẫn còn nóng, xé bao bì ra ngâm, không thể ăn nhưng phù hợp với ngươi bây giờ. Dung tỷ nói, sau đó sẽ cho ngươi ngậm miếng nhân sâm, gặp lại Lữ tiên sinh, sẽ ổn thôi. Viêm Thác không nói gì. Hắn nằm trên cáng cứu thương, lưng như đã được xử lý, nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Hắn thậm chí có suy nghĩ hoang đường, nghi ngờ không biết mình còn có lưng không. Từ miệng hai người này, Viêm Thác đại khái biết chuyện gì đã xảy ra ở Kim Nhân Môn. Hai người này, cùng Tưởng Bách Xuyên bị Lâm Hỷ Nhu bắt cóc làm con tin, trong thời gian bị giam giữ, chuyển di nhiều lần, lần cuối cùng là tiến vào Thanh Nhưỡng. Làm con tin, sinh tử chưa biết, hoảng sợ mỗi ngày, đổi người thì nói dễ nghe là được cứu, nói khó nghe là đại nạn sắp tới, nên đều suy tính cách trốn thoát. Cơ hội xuất hiện rất bất ngờ, có một quái vật trường bạch trong mắt đột nhiên xuất hiện, lại khí thế hung hăng. Đội ngũ trở nên hỗn loạn, những người nhát gan hoặc phản ứng chậm chạp, cơ bản đều bị bắt. Hai người này thuộc dạng lanh lẹ, kịp thời tự vệ, tìm cơ hội trốn thoát. Sách lược chính xác là tiếp cận Tưởng Bách Xuyên. Biết rằng cần dựa vào lão mã, Tưởng Bách Xuyên quen thuộc với Thanh Nhưỡng hơn ai hết. Nhưng lại không dám quá gần, chỉ có thể nhìn từ xa, vì đều là con tin, biết hắn bị địa kiêu tổn thương da thịt, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Rất may, trên đường đi không gặp tình huống khác, có lẽ vì Kim Nhân Môn thuộc biên giới Thanh Nhưỡng, đối với Bạch Đồng Quỷ mà nói, quá gần trên mặt đất, nên việc lùng bắt ở hướng này khá lỏng lẻo. Khi Tưởng Bách Xuyên đến Kim Nhân Môn, hai người còn cách xa, nhìn thấy biến cố xảy ra, Tưởng Bách Xuyên đột nhiên nổi lên, Tước Trà bắn một mũi tên, bắn ngã Tưởng Bách Xuyên xuống đất, phân phó Tôn Lý tiến lên, trói chặt Tưởng Bách Xuyên. Hai người hoảng sợ không dám lại gần, khổ sở nửa ngày mới dám lộ thân phận, run lẩy bẩy hô hét về phía kia. Tước Trà rất cẩn thận, từ xa ném dây thừng, yêu cầu hai người cởi quần áo, chỉ để lại quần cộc, sau đó tự trói tay lại, từng bước nhảy tới để Tôn Lý kiểm tra thân thể. Trong thời gian này, nàng luôn giữ tên cài cung, tuyên bố nếu hành động thiếu suy nghĩ sẽ bắn tên. Ai còn dám hành động nữa? Hai người thành thật làm theo, cũng qua được, gia nhập đội thủ vệ, nhận được thức ăn uống. Sau đó, lại có một người trở về, không phải con tin, là người trong đội hình thâm, may mắn thoát khói Bạch Đồng Quỷ. Đến lúc này, Tước Trà bên kia, cộng thêm Tưởng Bách Xuyên, số người lên đến 6. Từ những người trốn về, Tước Trà sơ lược hiểu rõ tình hình bên trong, dù lo lắng tình cảnh của Dư Dung, nhưng tự nghĩ không có năng lực vào cứu viện, nên quyết định lấy thủ làm chủ, vững vàng, hy vọng có thể có nhiều người hơn trốn về. 2 ngày trôi qua, không có động tĩnh gì quanh mình, cũng chính vì sự yên ả này, khiến Tước Trà chờ trong tình trạng cảnh giác cao độ, có chút buông lòng. Nhưng không thể cứ chờ đợi vô định như vậy, là đi hay ở, phải có quyết định. Sau khi thương nghị, họ quyết định trước dọc theo khu vực an toàn, tức khu vực có dạ quang thạch phân bố dày đặc, cẩn thận tìm kiếm, rồi mới làm kế hoạch tiếp theo. Lúc chạng vạng tối, mấy người theo lộ tuyến, đi vào trong gặp nhóm của Lữ Hiện nửa đường. Nhấc cáng cứu thương, hai người chuyển giao Viêm Thác cho Lữ Hiện rồi trở về. Dư Dung dự định thủ vài ngày tại khu vực Kim Nhân Môn, xem có thể nhặt thêm người nào không. Thanh Nhưỡng lớn như vậy, có lẽ còn người bên trong lạc lối, chưa tìm được phương hướng. Lữ Hiện có điểm tốt, khi Viêm Thác không có gì nguy hiểm, hắn có thể đùa giỡn, nhưng khi có việc thật sự, hắn rất chuyên nghiệp. Sau khi nhận được ảnh chụp thương thế, hắn liền mở rộng liên hệ, tìm các sư huynh sư tỷ ở ngoại khoa và khoa chỉnh hình, nghiên cứu cách dùng thuốc, làm sạch vết thương, khâu lại, và khả năng dẫn phát biến chứng, nên dựa vào như thế nào để tiếp tục chữa bệnh và bảo hộ. Khi tiếp nhận người bệnh, không nói nhảm, lập tức thiết lập và triển khai công việc, vì Dư Dung đã nói hết thảy theo tối cao quy cách, phí tổn không là vấn đề, hắn thậm chí còn mang theo trợ thủ. Viêm Thác sau khi dùng thuốc tê liền mê man, tỉnh dậy là sáng ngày thứ hai, không biết có phải thuốc lực chưa hết, đầu óc mê man, nhìn người cũng không rõ, chỉ thấy mặt của Lữ Hiện to như bánh bao, lơ lửng trước mắt. Lữ Hiện nói, Viêm Thác, ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Với giọng điệu này, Viêm Thác cảm thấy mình có thể không qua khói, hết cách xoay chuyển. Lữ Hiện, ta nghĩ ngươi sẽ trải qua một trận bệnh nặng, cơ thể ngươi lần này thật sự hao tổn nghiêm trọng. Viêm Thác nhắm mắt lại, đầu óc nặng nề vô cùng. Hắn nhớ tới Nhiếp Cửu La, nàng nuốt sinh tử đao mài bột phấn, cũng tiêu hao thân thể, hao tổn còn nhiều hơn hắn. Lữ Hiện, vết thương này của ngươi, ta đã dùng hết cách, nhưng trong lòng cũng không yên tâm. Đề nghị ngươi vẫn nên vào bệnh viện quan sát, một tuần sau khi trạng thái ổn định thì về nhà tĩnh dưỡng. Nếu bác sĩ hỏi vết thương này từ đâu mà có. Nói đến đây, hắn hạ giọng, ngươi có phải đi săn trộm không? Viêm Thác, không phải ta nói, ngươi đừng cùng tiểu A-di lẫn vào những việc kia. Việc không thể lộ ra ngoài, sớm muộn cũng xảy ra chuyện, ta đoán chừng. Đến lúc đó ta cũng không giúp nổi. Hắn thật sự rất buồn, đã sớm kế hoạch rút lui, rút sạch sẽ, nhưng càng kéo lại càng lún sâu. Viêm Thác nở nụ cười, mơ hồ nói, ngươi yên tâm, ta và Lâm Di. Về nhà, hẳn là, sẽ không trở lại, công ty về sau, chỉ làm nghiệp vụ, ngươi nếu muốn từ chức, nộp đơn, ta phê. Lữ Hiện giật mình, sự việc quá đột ngột, nào có nói rửa tay liền rửa tay, hắn nghi ngờ Viêm Thác đang nói mê sảng. Hắn hắng giọng, vậy ta, lên đường, ta nghĩ ở bệnh viện gần là được. Viêm Thác lắc đầu, không trở về, gia chủ. Lữ Hiện sửng sốt, vậy đi đâu? Viêm Thác không trả lời, chỉ vô ý thức hỏi, ta. Đao đâu? Đao, nhớ rồi, có một cái, chuyển giao cùng Viêm Thác, Lữ Hiện tranh thủ lấy tới cho hắn, cẩn thận nhắc nhở, vỏ đao không có, dùng một miếng da bao lấy lưỡi đao, ngươi cẩn thận một chút. Viêm Thác nắm chặt bọc da quanh thân đao, trái tim chậm rãi bình ổn. À là chắc chắn không chết, nếu chết, Bạch Đồng Quỷ sẽ bỏ thi thể nàng ở đó, làm gì còn tốn sức mang đi đâu. Chắc chắn không chết, còn có cơ hội gặp lại, hắn phải nhanh chóng khôi phục, lại vào Kim Nhân Môn. Nhưng, tại sao Bạch Đồng Quỷ lại bỏ qua hắn? Chương 142. Viêm Thác nằm viện một tuần. Quả thật đúng như lời của Lữ Hiện, lần này bị thương khiến anh mắc một trận bệnh nặng, làm tình trạng sức khỏe của anh vốn đã yếu đi lại càng thêm trầm trọng. Kết quả kiểm tra sinh hóa có một nửa là sai lệch, khiến bác sĩ tưởng máy móc hỏng, phải kiểm tra lại nhiều lần. Viêm Thác cảm thấy mình vẫn ổn, vẫn thở được và đi lại bình thường, với anh như vậy là đã đủ. Trong thời gian này, anh liên tục giữ liên lạc với Dư Dung. Dư Dung vẫn ở Kim Nhân Môn, chủ yếu làm hai việc. Một là tiếp tục tìm kiếm mọi người. Vì lâu ngày không có tin tức, Dư Dung cùng nhóm của cô ấy ngày càng mạo hiểm hơn, có lần thậm chí xâm nhập vào khu vực tượng người, nhưng kết quả vẫn không có gì. Không thu hoạch được gì. Dư Dung phàn nàn với Viêm Thác, bây giờ em tin lời Phùng Mật rồi. Cái gì Bạch Đồng Quỷ, Kiêu Quỷ, thật ra chưa bao giờ tồn tại, chỉ là chúng ta gặp vận xui nên đụng phải mà thôi. Hình Thâm may mắn thế nào mà lại gặp vận đen ở đây cơ chứ? Hai là thuần phục Tưởng Bách Xuyên. Viêm Thác nghe nói vậy, im lặng không nói. Dư Dung cũng hiểu ý của anh, em cũng không muốn. Thuần phục Tưởng Bách Xuyên khác với thuần phục Tôn Chu, vì dù sao Tưởng Bách Xuyên cũng là người quen, trưởng bối. Dư Dung từng nghĩ đưa Tưởng Bách Xuyên vào bệnh viện tâm thần, nhưng lo rằng loại người này, khác với người điên có tính công kích, khát máu, mưu mô, có thể gây ra rắc rối lớn trong tương lai. Cho nên, cô ấy phải thuần phục, ít nhất phải giống như Tôn Chu, biết tránh người, không gây hại. Cô nói, trước đây khi thuần phục Tôn Chu, Nhiếp Nhị luôn có ý kiến, nói rằng đối xử với người như súc vật là không phù hợp. Nhưng em có thể làm gì? Không thể thả về rừng được. Em nghĩ, thanh nhưỡng này lớn, để Tưởng Thúc ở lại đây cũng coi như có không gian tự do. Dưới đất này luôn có thể tìm thấy thức ăn, nếu không có thì em sẽ đến đưa thức ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có cách này. Viêm Thác hỏi cô, em định ở đó bao lâu? Anh sẽ cố gắng. Dư Dung biết tình trạng của anh, không khách sáo cắt ngang, anh đừng cố gắng, em biết anh muốn làm gì. Viêm Thác, chuyện của anh, em không xen vào, nhưng anh phải có sức khỏe rồi hãy làm, đừng mang cái thân thể yếu ớt này, muốn chúng em nhấc, kéo anh, gây thêm phiền phức cho chúng em. Viêm Thác bị cô nói trúng tim đen, im lặng một lúc rồi mới nói, còn một chuyện nữa. Anh kể lại việc nghe thấy âm thanh lạ ở Nam Ba Đầu Khỉ vào đêm khuya. Lâm Hỷ Nhu ban đầu ép què cha bọn họ, hẹn gặp ở Nam Ba Đầu Khỉ. Dù sau đó các em không đi, nhưng anh vẫn cảm thấy nơi đó có gì đó kỳ quặc. Dù là Nam Ba Đầu Khỉ hay đường hầm của cha anh cảm thấy cần phải giải quyết hậu quả. Nếu các em còn đủ sức, nhờ các em giải quyết giúp. Anh không dám nói chắc, vì hiện tại nhân lực của Dư Dung cũng không nhiều. Dư Dung không phản đối, nói từng việc một, rồi sẽ xong. Một tuần sau, Viêm Thác xuất viện, không muốn ai đưa đón, tự mình về nhà. Khi anh về đến ngõ nhỏ dẫn vào tiểu viện, trời đã chạng vạng, bóng hoàng hôn đỏ vàng phủ lên ngõ nhỏ, tạo ra một cảnh tượng hoang đường và yên tĩnh không hợp nhau. Viêm Thác đi qua bóng hoàng hôn, đến trước cửa sân, định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cười đùa từ bên trong. Giống như tiếng cười của Lư Tỷ, cười đến suýt đau bụng, nói, để Lâm Linh phán xử xem, sủi cảo của tôi làm sao mà giống bánh ngô thế này. Trường Hỷ Thúc cũng cười, anh chưa từng nghe Lưu Trường Hỷ cười thoải mái như vậy, cô nhìn cái này sủi cảo, làm mãi mà không đúng, làm khác đi cũng dễ hiểu, cô có thù với sủi cảo à? Lâm Linh cũng cười, nhưng đứng về phía Lư Tỷ, ăn được là được, vị đúng là được, dù sao cũng vào bụng. Đẹp mắt hay không quan trọng. Thật sự là náo nhiệt. Viêm Thác thu tay lại, dựa vào cửa, ngồi xuống bậc thềm. Không rõ tại sao, anh không muốn vào trong, cảm thấy mình và không khí bên trong không hợp, vào sẽ phá hỏng sự vui vẻ. Anh không biết ngồi bao lâu, cho đến khi trời đen hẳn, đêm lạnh thấm vào người, cửa phía sau kêu cọt kẹt mở ra. Là Lư Tỷ ra đổ rác, thấy anh ngồi đó trong bóng tối, hoảng sợ kêu lên một tiếng, lùi lại mấy bước. Viêm Thác mới nhận ra, đứng dậy, gọi, Lư Tỷ. Dưới mái hiên có đèn, Lư Tỷ nhận ra anh, cười vỗ ngực trấn an, nói, trời ơi, sao lại ngồi đây? Nhanh vậy đã về rồi, tôi còn tưởng phải chờ mấy ngày nữa. Lư Tỷ không nghi ngờ gì, tiếp tục nói, Nhiếp tiểu thư đâu? Chưa về sao? Viêm Thác nhẹ nhàng đáp, à là đi xem hang đá. Tôi về trước. Lư Tỷ không nghi ngờ gì, Nhiếp Cửu La thường như vậy, thích hang đá, tượng khắc, có khi đi cả tháng không về. Bà kéo Viêm Thác vào nhà, hỏi, ăn gì chưa? Để tôi nấu cho cái gì đó, tôi làm nhiều sủi cảo. Viêm Thác cắt lời, nấu mì đi, loại canh gà mì lần trước, có thịt gà, mộc nhĩ, còn có kỷ tử. Mô tả quá chi tiết, Lư Tỷ cảm thấy kỳ lạ, ngước lên nhìn anh. Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Viêm tiên sinh, anh trông không khỏe, có phải bị bệnh không? Lúc đầu bà định trêu, có phải lại bị lừa đảo than đá, nhưng không quen lắm nên nuốt lời lại. Viêm Thác cười, đúng vậy, hơi không khỏe, nên về trước nghỉ ngơi. Cùng Lư Tỷ như vậy, Lâm Linh và Lưu Trường Hỷ cũng chào hỏi vui vẻ, nhưng bị anh trả lời, tôi hơi mệt, lên lầu trước, làm cụt hứng. Viêm Thác biết mình giả bộ không tốt, nhưng không có cách, anh không muốn cười, cũng không có sức bận tâm người khác. Lầu 2 gần như giữ nguyên hiện trạng khi Nhiếp Cửu La rời đi, Lư Tỷ vẫn dọn dẹp, Lâm Linh và Lưu Trường Hỷ cũng tôn trọng, chỉ hoạt động dưới lầu, ít khi lên quấy rầy. Viêm Thác bật đèn, ngồi xuống bàn làm việc, cảm giác như đôi chân nặng trĩu, khung xương rệu rã, không còn sức đứng dậy. Lư Tỷ hiểu chuyện, bưng mì lên rồi lui xuống. Ngăn cản ý định lên hỏi thăm của Lâm Linh và Lưu Trường Hỷ, anh ấy muốn yên tĩnh, lên hỏi cũng vô ích. Viêm Thác ăn mì, thực sự ngon như lần trước, nhưng lòng anh quá nhiều suy tư, ăn không ngon miệng. Anh ăn vài đũa rồi bỏ xuống, ánh mắt dừng trên mô hình tiểu viện. Viện nhỏ xinh đẹp, hoa mai nở rộ, thời gian như dừng lại, Nhiếp Cửu La mặc đồ ngủ, treo tay, anh cười cầm hoa mai, trên cổ treo bảng lão lại. Câu đối trên cửa vẫn đỏ rực, một bên viết bình an, bên kia là trở về. Viêm Thác nhẹ nhàng chạm vào câu đối. Trước đây, ngôi nhà này chờ đợi anh. Tương lai, liệu có chờ đợi Nhiếp Cửu La không? Ban đêm, sau khi rửa mặt, Viêm Thác ngủ trong phòng của Nhiếp Cửu La. Hiện tại anh rất khó ngủ, nhắm mắt là nghĩ đến Thanh Nhưỡng, Khe Hắc Bạch, ngủ cũng ác mộng liên miên, đêm trước mơ thấy Bạch Đồng Quỷ mang theo xác Nhiếp Cửu La qua Giản Thủy, cảnh tượng như phim câm, không âm thanh, cơ thể anh không thể cử động, không thể kêu, chỉ biết nhìn. Đêm nay, nếu có thể nối tiếp như phim, anh muốn biết họ đưa Nhiếp Cửu La đi đâu. Nửa đêm, anh lại mơ. Đáng tiếc, không tiếp nối kịch bản đêm trước. Trong mơ, anh thấy Nhiếp Cửu La ngồi trước bàn trang điểm, hát khẽ, lau nước hoa. Viêm Thác vui mừng, ngồi dậy, nói, A La, em về rồi sao? Nhiếp Cửu La dịu dàng đáp, đúng vậy. Sau đó quay đầu lại. Trên mặt nàng là đôi mắt trắng toát. Viêm Thác đột ngột tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tim đập thình thịch. Anh bật đèn, nhìn quanh, không thấy ai trước bàn trang điểm. Anh không thể ngủ được, đặt tay lên ngực để trấn tĩnh, rồi mở cửa ra ngoài. Phòng ngủ chính là phòng làm việc lớn, trong đó có nhiều tượng, bóng đổ lung linh, trông ghê rợn. Anh lau mồ hôi, đi đến khu đọc sách, bật đèn, ngồi xuống ghế sofa. Đêm thật yên tĩnh, ánh đèn ấm áp như vòng tay, bao bọc anh trong cảm giác an toàn. Viêm Thác ngồi lâu, rồi nghiêng người về phía giá sách, muốn tìm sách đọc. Nhiếp Cửu La có nhiều sách, ngoài sách chuyên ngành, còn nhiều tiểu thuyết giải trí, nhưng không cuốn nào hấp dẫn anh. Ánh mắt anh dừng lại ở tầng dưới giá sách. Có một cuốn sách, gáy không có in gì, không biết là sách gì. Anh tò mò rút ra, phát hiện là album ảnh. Album ảnh của Nhiếp Cửu La sao? Anh hơi ngạc nhiên, trong ấn tượng, loại album này khá cũ, người trẻ tuổi thường dùng album điện tử, in ra không phổ biến. Anh chần chừ rồi mở ra. Lư Tỷ đang ngủ, nghe tiếng gõ cửa mạnh, ban đầu tưởng chuyện gì, hoảng sợ, nhưng sau đó nghe tiếng Viêm Thác, Lư Tỷ, phiền mở cửa, tôi có việc muốn hỏi. Là Viêm Thác. Lư Tỷ thở phào, nhưng cũng nhíu mày, chuyện gì mà nửa đêm hỏi? Không đợi đến sáng được sao? Bà khoác áo mở cửa. Viêm Thác trông không ổn, ngực phập phồng, tay ôm một album ảnh, nhìn thấy bà liền vội mở ra, Lư Tỷ, bà đã thấy album này chưa? Không có ghi chú, tôi không chắc, nên hỏi bà. Trùng hợp, trang mở ra là ảnh cô dâu, Lư Tỷ nhận ra ngay. Bà nói, đây là album gia đình của Nhiếp tiểu thư, trong ảnh là cha mẹ của cô ấy, còn bé là Nhiếp tiểu thư. Viêm Thác tim đập mạnh, chỉ vào cô dâu trong ảnh, đây là mẹ của cô ấy, Bùi Kha. Trước đây anh đã điều tra về Nhiếp Cửu La, biết tên cha mẹ cô, nhưng chưa thấy ảnh trong các bài phỏng vấn. Cô chủ yếu xuất hiện một mình, không có ảnh phụ mẫu. Lư Tỷ gật đầu, nam là cha cô ấy, Nhiếp Tây Hoàng. Viêm Thác xúc động không nói nên lời, một lúc sau mới tiếp tục hỏi, cha mẹ cô ấy năm đó xảy ra chuyện gì, bà biết không? Lư Tỷ khó xử, tôi không rõ, chuyện riêng của người thuê, tôi không tiện hỏi. Nhiếp tiểu thư có lần nhắc, mẹ cô ấy gặp tai nạn qua đời, cha cô ấy quá đau lòng, không chịu nổi nên nhảy lầu. Đúng, Lư Tỷ không biết là bình thường, có thể tìm người khác hỏi. Viêm Thác, có bạn bè nào của cha mẹ cô ấy không? Lư Tỷ suy nghĩ, lắc đầu, phải về quê tìm, Nhiếp tiểu thư gần đây về quê làm minh sinh cho cha, nói có thúc thúc hay bá phụ. Anh hỏi Nhiếp tiểu thư thì rõ. Trở về quê, vậy tốt, Nhiếp Cửu La có số điện thoại, anh có thể tìm được liên hệ. Viêm Thác cảm ơn Lư Tỷ, được rồi, Lư Tỷ đi ngủ đi, không phiền bà nữa. Lư Tỷ không hiểu gì, bị anh mời về phòng, lòng thầm nghĩ, không phải chuyện lớn gì, thanh niên đúng là làm to chuyện. Viêm Thác cầm album, định trở về phòng, đi đến gốc cây hoa, vô thức ngồi xuống đôn đá. Bùi Kha, người phụ nữ dẫn đầu Bạch Đồng Quỷ, là mẹ của Nhiếp Cửu La, Bùi Kha. Trong nhiều ảnh, bà đeo dây chuyền phỉ thúy bạch kim, dây chuyền đó là của Bùi Kha cũng hợp lý, đồ của mẹ thường truyền cho con gái. Cho nên, A La luôn đeo. Không ngờ, cú đánh cuối cùng, bà nhiều lần nhìn dây chuyền, hỏi anh Nhiếp Cửu La tên gì, cha có phải Nhiếp Tây Hoàng, bà nhận ra. Bùi Kha nhận ra, bà tha cho anh, trong tình thế đó, đoán được anh và Nhiếp Cửu La có quan hệ, tha cho anh là vì A La. Nếu là mẹ ruột, nhất định không bỏ con gái chết, cũng không để con làm Bạch Đồng Quỷ, bà sẽ tìm mọi cách. Bùi Kha có 4 tượng nữ oa, A La sẽ sống, nhất định. Viêm Thác cúi đầu, trán chạm vào bìa album, nước mắt dần rơi. Anh cảm thấy mình ổn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 143. Viêm Thác cùng Nhiếp Cửu La chung sống chưa lâu, về chuyện cha mẹ của nàng chỉ nhắc qua một lần, chưa từng nói chi tiết. Anh muốn hỏi thăm thêm về chuyện năm xưa, quan trọng hơn là tìm hiểu thêm về tính cách của Bùi Kha. Nếu bà ấy là một người mẹ yêu thương con gái, anh sẽ yên tâm hơn. Nhưng nếu bà ấy lạnh lùng và không quan tâm đến con cái, thì có thể tình hình không lạc quan như anh nghĩ. Sáng hôm sau, Viêm Thác tìm thấy cách liên lạc với Nhiếp Đông Dương trong điện thoại di động của Nhiếp Cửu La. Do không tiện đi lại vì sức khỏe, anh nhờ một công ty hợp tác lâu dài phái một nhân viên giỏi đi thăm hỏi, tốt nhất là một người bán hàng, biết cách giao tiếp và nói chuyện dễ nghe để hỏi thăm thêm nhiều điều. Sắp xếp xong việc này, anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, tinh thần cũng khá hơn rõ rệt. Nghe ngóng tin tức cần thời gian, Viêm Thác ổn định lại tâm trạng và thực sự bước vào giai đoạn tĩnh dưỡng. Anh nhanh chóng nhận ra rằng, những ngày anh vắng mặt, mọi người ở nhà dường như cũng có chút thay đổi. Đầu tiên là giữa chị Lư và Lưu Trường Hỷ, có vẻ có chút phản ứng hóa học, hai người trong cuộc chưa nhận ra, nhưng Viêm Thác đã thấy rõ. Lưu Trường Hỷ cười nhiều hơn trước, nói chuyện cũng nhiều hơn. Lúc thì phê bình cách làm sủi cảo của chị Lư không đúng, lúc thì nói canh chua của chị không đúng vị. Nhưng dù bị chị Lư đỉnh lại thì ông cũng không giận, chỉ cười ha hà chắp tay sau lưng, khóe mắt nếp nhăn kết thành hoa. Chị Lư, mở miệng là lão Lưu, như tên này đã gắn bên miệng, cứ có chuyện gì là lại kêu lão Lưu giúp một chút, từ xách túi gạo đến chuyển trung tương, và Lưu Trường Hỷ rất sẵn lòng giúp đỡ, một tay sắn áo lên làm, trông rất hưởng thụ. Viêm Thác vụng trộm tác hợp, biết rằng Lưu Trường Hỷ từng có tình cảm không tầm thường với mẹ anh, Lâm Hỷ Nhu, cũng vì thế mà bỏ lỡ cơ hội lập gia đình tốt nhất, nhưng tình cảm không có sớm muộn, chỉ cần phù hợp là đủ. Chị Lư từng kết hôn, nhưng đã ly dị, có một con trai đã lớn, có thể tự lo cho mình, không cần chị phải lo lắng. Nếu hai người có thể đến với nhau, cũng tốt, mọi người đều đã trải qua nhiều chuyện, có người thích phiêu diêu, có người thích dựa vào nhau. Viêm Thác thấy rằng, chị Lư và Lưu Trường Hỷ thuộc về loại sau. Anh không vội vàng, chỉ nói gần nói xa, tạo cơ hội nhỏ cho hai người. Tiếp theo là Lâm Linh. Hôm đó, mọi người ở bếp xem chị Lư làm sủi cảo, Viêm Thác chú ý thấy Lâm Linh cầm cuốn sách điêu khắc nhập môn. Lâm Linh thấy Viêm Thác nhìn chằm chằm sách của mình, tưởng anh trách mình mượn sách của Nhiếp Cửu La mà không giữ gìn, vội vàng chỉnh lại gáy sách. Viêm Thác hỏi nàng, em có hứng thú với điêu khắc à? Lâm Linh chưa kịp trả lời, chị Lư đã lên tiếng, có, lần trước thầy Thái đến mua 2 bức tượng, Lâm Linh hỏi han, còn hỏi lớn tuổi rồi có học được không? Rồi chị nắm một cục bột nhỏ, ném lên thớt, ta làm sủi cảo, nó nặn bột, còn bảo ta nặn con vật. Lâm Linh đỏ mặt, em chỉ hỏi bâng quơ thôi, em không có năng khiếu. Viêm Thác chỉ cục bột, vậy nặn một con vịt đi. Lâm Linh không lay chuyển được, nặn cục bột thành con vịt. Bột mềm hơn đất sét, không dẻo như vậy, con vịt có chút méo mó, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy đáng yêu. Viêm Thác nói, rất tốt, nếu em muốn học, anh ủng hộ. Không cần lo lắng về năng khiếu, chỉ cần em thích là được. Giống như trên đời này, nhiều người nhặt hoa làm cỏ, múa hát vẽ tranh, không phải ai cũng là bậc thầy, nhưng đều có thể làm vui vẻ và nuôi dưỡng tâm hồn. Mắt Lâm Linh sáng rỡ. Lần khác, nàng hỏi ý kiến Viêm Thác, Viêm Thác, em muốn làm mí mắt, anh thấy sao? Viêm Thác không hiểu, vậy có nguy hiểm không? Lâm Linh cười, chỉ là làm mí mắt thôi mà. Viêm Thác hiểu ra, nói, em có quyền quyết định cuộc đời và cơ thể mình, không cần hỏi anh. Đừng lo lắng về tiền, em cũng là thành viên gia đình. Lâm Linh cười, dù không cần hỏi, nhưng được anh ủng hộ, nàng cảm thấy tự tin hơn. 2 ngày sau, Viêm Thác nhận được tin tức về Bùi Kha. Phần lớn là tích cực, nói rằng bà rất thương con gái, vợ chồng cũng hạnh phúc, không có chuyện gì đáng ngại. Một vài thông tin trái chiều, nói rằng vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Viêm Thác thấy chuyện này cũng bình thường, vợ chồng nào cũng có lúc bất hòa. Nhưng tin tức cuối cùng khiến Viêm Thác lo lắng. một nhân viên tiêu thụ tìm được người tên Chiêm Kính, từng yêu Bùi Kha, và sau khi bà kết hôn vẫn không quên. Chiêm Kính có tính tình quái gở, nhưng nhân viên tiêu thụ giỏi đã moi được câu chuyện từ ông. Chiêm Kính, say rượu, nói rằng Bùi Kha không phải chết do tai nạn, mà do bị giết bởi Nhiếp Tây Hoàng hoặc bị giam cầm. Viêm Thác thấy khó tin, nhưng vẫn ghi nhận. Một tuần sau, Viêm Thác trở lại Kim Nhân Môn. Dư Dung còn ở đó, vì việc đưa người ra khỏi đây không phải chuyện dễ. Nàng đã tạm trú ở Kim Nhân Môn, trong khi Tước Trà và những người khác thuê phòng ở gần đó để thay phiên lên núi. Lần này, Viêm Thác gặp Tước Trà và Tôn Lý đang chuẩn bị lên núi. Có một đội la giúp vận chuyển, nhờ thôn dân gần đó hỗ trợ, nói rằng có nhà khoa học làm khảo sát. Chuyến đi lần này dễ dàng hơn, chỉ mất một ngày, Viêm Thác đã đến ngoài động Kim Nhân Môn. Bên ngoài động, có vài lều vải, nhóm của anh sẽ ở lại đó đến mai, để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Dư Dung đã hút thuốc, thấy Viêm Thác không vui lắm, anh lại đến. Trước khi đến, Viêm Thác đã gọi cho Dư Dung. Dư Dung không đề nghị anh đến, vì tình hình hiện tại không có gì, bảo anh nên tĩnh dưỡng, đợi có tin tức mới hãy đến. Viêm Thác nói, tôi cảm thấy an tâm hơn khi đến. Dư Dung cười nhạt, an tâm gì chứ, lừa mình dối người. Vì thế, lần này gặp mặt, không khói chế giễu, đã nói rồi, không phải không tin, thì đừng đến. Anh tưởng anh là nhân vật lớn, vừa đến là mọi chuyện thay đổi sao? Viêm Thác cười hiền lành, tính tình anh dường như tốt hơn trước, cảm thấy không đáng giận dữ vì những lời chói tai. Thấy anh không phản ứng, Dư Dung cũng không nói gì thêm. Sáng hôm sau, tiễn nhóm La Phu, ba người mang vật tư vào động, hướng về Kim Nhân Môn. Lần này, đi từ mũi Kim Nhân, thông đạo vẫn hẹp, vật liệu thường kẹt lại, phải kéo mạnh mới qua được. Một hồi trắc trở, cuối cùng Viêm Thác cũng đến Thanh Nhưỡng, và lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Bách Xuyên. Anh ta vẫn chưa thuần hóa, phải khóa chân bằng xích sắt, buộc vào vách đá. Tưởng Bách Xuyên thay đổi, mặt sụp đổ, mọc đầy lông, tóc trắng nửa, trong mắt nhỏ lại, nhìn rất quái dị. Tước Trà lấy khúc thịt heo, chưa kịp ném, Tưởng Bách Xuyên đã hưng phấn, miệng phát ra tiếng. Tước Trà khó chịu, Dư Dung nhận lấy, ném ra ngoài. Tưởng Bách Xuyên lao lên nhanh như chớp, kéo căng dây xích, cắn xé thịt. Viêm Thác thấy buồn nôn, quay mặt đi. Dư Dung đưa súng và ba lô cho anh đi một mình sao? Không cần tôi theo. Viêm Thác, một mình. Đi Giản Thủy nếu không nguy hiểm, anh có thể tự ứng phó, nếu có nguy hiểm, anh không muốn kéo Dư Dung hay Tước Trà vào. Dư Dung, những ngày này, tuy an ổn nhưng không thể chắc chắn. Viêm Thác nhẹ nhàng, nếu gặp địa kiêu, tôi có súng. Nếu gặp Bạch Đồng Quỷ, lần trước họ không mang tôi đi, lần này chắc cũng không. Dư Dung đưa ba lô, bên trong có lương khô, nước, đèn pin và sơn dạ quang. Chúng tôi đã phun dấu chỉ hướng trên đường, chỉ cần chiếu đèn, sẽ thấy, không sợ lạc đường. Viêm Thác cầm súng, gật đầu, đi. Ra ngoài, đi một đoạn, còn trong tầm mắt. Tước Trà nhìn bóng lưng Viêm Thác, bạn trai như Viêm Thác, cũng khó có được. Dư Dung nghe, ngẩng đầu, ý cô là sao? Tước Trà thở dài, có tình có nghĩa, đến nước này vẫn không từ bỏ. Nhìn tôi và lão Tưởng, mười mấy năm tình cảm, vẫn tan vỡ. Dư Dung, không phải yêu tôi không biết bạn trai như nào. Nhưng làm bạn thì rất yên tâm, gặp nguy hiểm, anh ấy không tự tư. Hai người cùng nhìn Viêm Thác xa dần. Tước Trà do dự, hạ giọng, Dư Dung, trước mặt anh ấy, tôi không dám nói. Dù cô Bạch Đồng Quỷ là mẹ của Nhiếp nhị, cơ hội tìm lại Nhiếp tiểu thư rất nhỏ. Dư Dung im lặng, không nói gì, suy nghĩ. Lâu sau, Dư Dung mới nói, đúng thế. Tước Trà nhẹ nói, nhưng anh ấy nhìn, đầy lòng tin, rất vui vẻ. Dư Dung, để anh ấy đi, có thể vui được bao lâu thì cứ vui, dù sao cũng không nên chúng ta làm mất lòng tin của anh ấy. Chương 144. Viêm Thác một đường đi vào rất thuận lợi. Ở đây, việc chiếu sáng là một vấn đề. Hiện tại, trên thị trường các sản phẩm dạ quang đều phải được sạc trước mới có thể phát sáng. Nhưng Thanh Nhưỡng không có mặt trời, không thể cung cấp nguồn sáng liên tục. Do đó, Dư Dung và các đồng đội của cô ấy phải dùng đèn pin quét liên tục để kích hoạt ánh sáng dạ quang đã phun lên chỉ hướng Tiêu. So với việc này, những viên đá dạ quang tự phát sáng từ thời Tần Triều thực sự là bảo bối quý giá. Trong suốt hành trình, Viêm Thác lúc đầu còn lo lắng sẽ có dị vật đột nhiên xuất hiện, nhưng càng về sau, anh ta càng trở nên lười biếng, không cảm nhận được khí tức nguy hiểm nào, trực giác cho thấy trong vài dặm quanh anh ta không có bất kỳ sinh vật sống nào. Mấy giờ sau, anh ta xuyên qua khu vực người tượng bụi và đến Giản Thủy. Có lẽ do thời tiết bắt đầu ấm lên, nước từ thượng nguồn tan ra nhiều hơn, Giản Thủy trở nên mạnh mẽ hơn so với lần trước. Lần đó nếu nước chảy mạnh như hiện tại, có lẽ anh ta sẽ không chống đỡ nổi và bị cuốn trôi chỉ sau 10 giây. Nghĩ đến điều này cũng đủ khiến người ta khiếp sợ, nếu vào mùa lũ, một khi đã vào Giản Thủy, không ai có thể sống sót. Viêm Thác đứng bên Giản Thủy một lúc lâu. Khi ở trong tiểu viện, anh ta luôn nghĩ đến việc này, không thể chờ đợi được nữa, luôn cảm thấy chỉ cần đến đó là xong. Nhưng giờ đứng ở đây, sự hưng phấn trong ngực anh ta dần dần tan biến, hiểu rõ tại sao Dư Dung nhiều lần ngăn cản và không đề nghị anh ta đến. Bởi vì khi chưa đến, anh ta còn có hy vọng thăm dò, cảm thấy chỉ cần khởi hành là đủ. Nhưng khi đã đến nơi, từ tiểu viện đến Giản Thủy, chặng đường phía trước không còn chỗ đặt chân. Người nghĩ ngươi là ai, người vừa đến là mọi thứ sẽ thay đổi sao? Viêm Thác đứng lặng một lúc lâu, sau đó hai tay đặt lên miệng và hét lớn, Bùi Kha. Bùi Kha, ngươi có ở đây không? Anh ta lại gọi, a la ngươi ở đâu? Xung quanh chỉ có tiếng vọng lại, Giản Thủy cuồn cuộn chảy, không có bất kỳ phản hồi nào. Đêm dài, một ngày thuần hóa đã kết thúc từ lâu. Tưởng Bách Xuyên sau khi ăn no đã cuộn tròn bên cạnh đá núi và ngủ ngáy o. Từ người trở lại thú, không còn suy nghĩ, ngày ngày chỉ ăn và ngủ, không biết đó là may mắn hay bất hạnh. Dư Dung và Tước Trà đang ngồi trên mặt đất vạch ô vuông chơi cờ. Trò chơi gọi là nông thôn ô vuông cờ, 3 con sói 15 con heo. Tảng đá lớn là sói, hòn đá nhỏ là heo. Sói ăn heo, ăn càng nhiều càng tốt. Bên cạnh hai người là một chiếc đèn doanh địa ban ngày hấp thụ đầy ánh nắng, bây giờ đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Tước Trà đột nhiên ho khẽ 2 tiếng, ra hiệu ánh mắt với Dư Dung, trở về. Dư Dung quay đầu lại, quả nhiên thấy Viêm Thác trở về. Dù cách xa, không thể nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn bước chân và dáng vẻ, có thể nhận ra rằng anh ta đã trải qua một ngày vất vả. Cô đẩy bàn cờ trên mặt đất, không chơi nữa. Cô đứng dậy, thoải mái duỗi eo, thư giãn chân tay, chờ Viêm Thác đến gần. Sau đó hỏi một cách tùy ý, không thu hoạch được gì đúng không? Viêm Thác nhẹ gật đầu. Dư Dung ngáp một cái, bình thường thôi, bên trong yên tĩnh nhiều thời gian. Người vừa đến mà đã có phát hiện thì thật là quá khéo. Viết truyện cũng không thể như vậy được. Tước Trà cũng nói, hạt giống muốn nở hoa thì còn phải từ từ ươm giống đã. Từ từ sẽ đến thôi. Viêm Thác mỉm cười, trong lòng bớt lo lắng đi nhiều. Hạt giống muốn nở hoa thì còn phải từ từ ươm giống đã. Hắn thích câu nói này. Viêm Thác ở lại Kim Nhân Môn. Anh ta cơ bản mỗi ngày đều đến Giản Thủy, đôi khi ở đó qua đêm. Cứ vài ngày lại cùng đoàn la rời núi, sau khi trang điểm nhẹ nhàng khoan khoái lại quay trở về. Anh ta quen thuộc việc gọi lớn về phía bờ bên kia, nhưng đến nay vẫn không có ai đáp lại. Giản Thủy rất dài, không rõ đối phương ở phía bờ bên kia ở đâu. Viêm Thác sợ bỏ lỡ, nên dùng biện pháp đơn giản là dùng dạ quang tất phun chữ lên những đống đất cao. Khi mệt mỏi, anh ta dùng đèn pin chiếu vào những chữ đã viết. Không lâu sau, chữ dạ quang sẽ sáng lên trong đêm tối. Bùi Kha, có thể ra đây nói chuyện không? À la, ngươi ở đâu? Tôi cơ bản mỗi 1-2 ngày sẽ đến bờ sông, nếu thấy, có thể chờ tôi một chút không? Tôi để lại mấy bình dạ quang tất ở đây, có thể trả lời tôi không? Viết nhiều như vậy, chỉ cần người đến, luôn có thể nhìn thấy. Nhưng nếu các nàng đến lúc những chữ này đã tắt, thì sao? Không thể chỉ dựa vào một biện pháp. Có lần, Viêm Thác bàn với Dư Dung rằng anh ta muốn dựa vào bản đồ để tìm nơi đặt người tưởng, thử gõ nhiễu vấn đầu khánh xem có tác dụng không. Dư Dung như bị ong chích nhảy dựng lên, ngươi điên rồi sao? Còn muốn gọi những thứ đó lên? Viêm Thác nói, tôi đã suy nghĩ kỹ, lúc đó, Các người rút vào Kim Nhân Môn, bọn chúng lên cũng không làm gì được các ngươi. Còn tôi, chỉ cần Bùi Kha ở đó, tôi có thể nói chuyện với nàng, không có vấn đề gì. Dư Dung im lặng, muốn khuyên vài câu, nhưng nghĩ lại, để anh ta tự quyết định. Người bướng bỉnh không nên cản càng bướng bỉnh. Như canh nóng, để đó sẽ nguội, không cần phải thổi. Nàng cung cấp bản đồ cho Viêm Thác. Viêm Thác tìm kiếm suốt 2 ngày, cuối cùng tìm thấy. Đúng như Hình Thâm nói, địa hình nơi này rất kỳ lạ, giống như một cái loa khổng lồ truyền âm. Nhưng trước mắt chỉ là một đống hỗn độn, tất cả tượng người đều bị đập nát, các mảnh vỡ nằm rải rác, nhiễu vấn đầu khánh cũng bị hủy, chỉ còn lại vài mảnh đá khánh và khung khánh bị gãy. Viêm Thác đứng đó rất lâu, nhặt một mảnh đá khánh mang về. Hôm đó, Tước Trà và Tôn Lý rời núi, 2 người họ đang trực, tụ lại nói chuyện. Một người chắc chắn, không phải Thâm Ca đập, lúc Thâm Ca gõ khánh, tôi cũng có mặt, còn thử gõ 2 lần, chờ rất lâu không thấy động tĩnh nên đi. Lúc ra về, tất cả khánh và tượng người vẫn còn nguyên vẹn. Vậy là Lâm Hỷ Nhu đập sao? Không giống, nàng biết rất ít về Quấn Đầu Quân. Dư Dung suy nghĩ, nói, có lẽ là Bạch Đồng Quỷ làm. Bùi Kha là xuất thân từ Quấn Đầu Quân. Viêm Thác không hiểu, tại sao nàng phải hủy đi cái này? Dư Dung trầm ngâm, có lẽ nàng muốn cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Quấn Đầu Quân trên mặt đất. Nàng bắt đi nhiều người như vậy, từ thế rõ ràng là không muốn giữ quan hệ tốt với chúng ta. Viêm Thác im lặng rất lâu. Anh ta cảm thấy mình đi vào ngõ cụt, dạ quang tất kêu gọi không có hồi đáp. Đường đi gõ khánh cũng bị chặn. Tiếp theo anh ta phải làm gì đây? Chờ đợi sao? Ai biết sẽ chờ đến khi nào? Hoặc là đi vào Khe Hắc Bạch. Viêm Thác bất chợt giật mình. Thời gian trôi nhanh, 1 tháng nữa lại trôi qua. Ngoại trừ Giản Thủy ngày càng mạnh mẽ, Thanh Nhưỡng bên trong vẫn tĩnh lặng như trước. Trong thời gian này, Lưu Trường Hỷ về du đường, Lâm Linh giới thiệu ông già Thái, báo cáo về việc điêu khắc tốc thành ban. Lư Tỷ vẫn ở lại tiểu viện, nhẹ nhàng nhắc nhở về việc Nhiếp Cửu La sẽ trở về nhà lúc nào, nói rằng hợp đồng nhà sắp hết hạn. Mỗi lần nhận điện thoại này, Viêm Thác đều qua loa đáp lại, bây giờ anh ta bị chính mình giam cầm, hoàn toàn mang tâm lý của một con bạc, không thể rời khỏi Kim Nhân Môn. Đã đợi lâu như vậy, nếu vừa rời đi, bờ bên kia lại có người đến thì sao? Đợi thêm vài ngày, chờ thêm vài ngày nữa. Khi Dư Dung nói với anh ta về việc rút lui, Viêm Thác vội vàng, gì cơ? Dư Dung bất đắc dĩ, tôi đã ở đây hơn 2 tháng rồi, không thể cứ ở đây mãi được. Tưởng Thúc cũng không khác gì, đã đến lúc bận rộn với công việc khác rồi. Cô còn nói, vì tình nghĩa, tôi thỉnh thoảng đến thăm ngươi 1-2 lần được, nhưng ở lâu thì không được. Viêm Thác tìm cách bù đắp, vậy, những người khác thì sao? Tôi có thể trả tiền, tiếp tục thuê họ một thời gian nữa. Chỉ cần có người ở lại đây trông coi Kim Nhân Môn, có đoàn La ra vào bảo vệ vật tư, mọi thứ vẫn có thể duy trì. Dư Dung nói, ngươi không nghe tôi nói sao? Phải bận rộn với công việc phía sau, còn phải tìm kiếm đầu khỉ Nam Ba nữa. Nơi này phải tạm thời bỏ lại, ngươi cũng nên ra ngoài một thời gian, lâu ở đây sẽ làm ngươi tách rời với thế giới bên ngoài. Tước Trà nghe thấy, liền nói, đúng vậy, không phải chuyện 1-2 ngày, có thể phải trường kỳ kháng chiến. Bỗng nhiên nhớ đến việc cần cho Viêm Thác lòng tin, tranh thủ ngừng miệng. Trường kỳ 2 chữ, như một chậu nước lạnh tạt vào lòng Viêm Thác. Thực ra anh ta không sợ trường kỳ, 3-5 năm, 7-8 năm, nghĩ lại cũng không khó. Anh ta đã ở bên cạnh Lâm Hỷ Nhu, không phải cũng đã chịu đựng rất lâu sao? Sợ nhất là trường kỳ không có hồi kết. Nếu đã chuẩn bị rút lui, trong những ngày cuối cùng, Viêm Thác càng chăm chỉ đi đến Giản Thủy. Mỗi lần đi đều mang theo nhiều pin, dọc theo bờ sông liên tục dùng đèn pin kích hoạt dạ quang tắt. Đi tới đâu, sau lưng liền mở ra một dải ánh sáng dài. Có lúc, anh ta đứng bên bờ sông, suy nghĩ về quyết định đi vào Khe Hắc Bạch, nhưng cuối cùng vẫn không quyết định được, đi vào rồi, không thể quay đầu lại. Một ngày nọ, như thường lệ, anh ta dọc theo Giản Thủy dùng đèn pin kích hoạt dạ quang tắt. Những chữ lớn dưới nước dần sáng lên, nhìn qua có chút buồn bã. Đi tới, Viêm Thác vô tình nhìn về phía Giản Thủy. Anh ta rùng mình. Trên Giản Thủy, có một số dây thừng treo giữa các đống đất cao. Có lẽ do Bạch Đồng Quỷ để lại khi cắt khe, Dư Dung và các đồng đội cảm thấy không cần thiết phá hủy. Dù không phải bê tông cốt thép, việc phá hủy, bắn một mũi tên là lại dựng lại được, nên giữ nguyên. Trước đây, Viêm Thác thường xuyên thấy những dây thừng này, cô đơn, bay lơ lửng trên mặt nước. Nhưng bây giờ, có một người phụ nữ đứng trên dây thừng, cúi đầu nhìn xuống giàn thủy mạnh mẽ, sau đó quay đầu lại nhìn những chữ phun trên các đống đất cao. Viêm Thác cảm thấy máu toàn thân dồn lên đỉnh đầu, hét lớn, Bùi Kha. Người có phải là Bùi Kha không? Anh ta lao tới, suýt nữa trượt chân ngã xuống sông. Người phụ nữ xoay người lại. Viêm Thác nhìn thấy rõ, đó chính là Bùi Kha. Có lẽ do ở dưới đất lâu không gặp ánh sáng, nàng trông trẻ hơn so với tuổi thật, dường như chỉ 25, 26 tuổi. Một mái tóc đen dài, dung mạo rất đẹp, không giống như lần trước. Lần này nàng mặc váy, trông thường ngày hơn, cũng phiêu giật hơn. Trước đây, anh ta không chú ý, Nhiếp Cửu La và Bùi Kha thật ra rất giống nhau. Bùi Kha nhìn anh ta một lúc, cuối cùng lên tiếng, ta không đoán sai, ngươi quả nhiên trở về. Cô còn nói, ngươi biết ta sao? Viêm Thác tim đập mạnh, biết, A-la thế nào rồi? Còn tiểu nữ hài bên cạnh ngươi lần trước, có phải là Tâm Tâm không? Giản Thủy gào thét quá ồn ào, Bùi Kha di chuyển dọc theo dây thừng, đến một vị trí cách bờ sông khá xa, yên tĩnh hơn. Viêm Thác vội vã chạy theo. Bùi Kha mở miệng trước, ngươi và Tịch Tịch rất thân, nghe nói Nhiếp Tây Hoàng chết rồi. Viêm Thác sững sờ, sau đó hiểu ra, nàng bắt đi nhiều người như vậy, chắc chắn đã hỏi thăm được về Nhiếp Tây Hoàng, có lẽ cũng biết không ít về hắn. Vâng, nhảy lầu chết, nói là vì ngươi mà tuẫn tình. Bùi Kha ồ một tiếng, không biểu lộ cảm xúc, thật sao, mọi người cũng tin rồi. Không hẳn, một người bạn của ngươi, tên là Chiêm Kính, không tin, một mực nói ngươi bị Nhiếp Tây Hoàng giết. Bùi Kha hơi nghi hoặc Chiêm Kính. Nghĩ một lúc lâu, mới hời hợt nói, hắn à. Nghe xong, Viêm Thác thấy mình suy đoán không sai, Chiêm Kính đối với Bùi Kha quả nhiên không quan trọng. Hắn bình tĩnh lại, A-la, bây giờ nàng thế nào? Nàng có biến đổi không? Bùi Kha im lặng một lúc. Sự im lặng này làm Viêm Thác lo sợ, đang chờ hỏi tiếp, Bùi Kha mở miệng. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi tên là Viêm Thác đúng không? Tiểu nữ hài kia tên là Viêm Tâm, chắc chắn là muội muội của ngươi. Viêm Thác chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, dù suy đoán là một chuyện, được xác nhận lại là một chuyện khác, cảm giác rất xúc động. Môi hắn run run, vậy nàng ở đâu? Ở gần đây không? Giọng Bùi Kha lạnh lùng cứng rắn, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta đã bắt đi một số người, biết những người này không phải là tất cả, bên ngoài còn nhiều. Ngươi trở về nói với họ. Không cần tìm, không cần cứu, những người này sẽ không bao giờ trở lại. Cũng không cần vào Thanh Nhưỡng nữa, sau này sẽ không còn địa kiêu nào trốn vào, nơi này cũng sẽ không còn địa kiêu. Ý nàng là gì? Viêm Thác cảm thấy đầu óc mông lung, nhưng hắn vẫn nắm được mấu chốt. Người đã bắt đi một số người. Chắc là Bạch Đồng Quỷ đã bắt đi những người này, Bùi Kha chỉ là lý do, nhưng sự việc này dường như là hành động cá nhân của nàng. Không ngờ Bùi Kha nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính là ta muốn bắt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 145. Viêm Thác có chút ngạc nhiên nhưng không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Hắn biết rằng với tính cách của Bùi Kha, nếu muốn nói thì cô ấy sẽ tự động nói ra, mình chỉ cần lắng nghe là đủ. Bùi Kha nói tiếp, như vậy, các ngươi chưa chắc đã hết hy vọng. Ta sẽ giải thích rõ ràng hơn cho ngươi. Ngươi có biết vì sao ta lại xuống dưới lòng đất không? Viêm Thác nhẹ gật đầu, nghe nói là khi đang thu hoạch thì bị địa kiêu bắt đi. Bùi Kha thản nhiên, cũng không khác mấy, ta bị kéo vào khe Hắc Bạch nhưng không chết. Thứ nhất, ta không dễ bị đánh bại như vậy. Thứ hai, bọn chúng nhanh chóng phát hiện máu của ta không có chút nào ngon miệng, cắn vào chỉ như nấm độc. Nhưng một khi vào khe Hắc Bạch thì không còn đường quay lại. Biến hóa không bắt đầu từ diện mạo, mà bắt đầu từ đây. Nàng đưa ngón tay chỉ vào trán. Giống như bị nghiền, ta cảm thấy một sự khát vọng không thể cưỡng lại đối với bóng tối và lòng đất. Mặc dù biết rằng trên mặt đất còn có con gái mình, ta vẫn không ngừng muốn đi sâu vào lòng đất, nơi đó mới là nhà của ta. Viêm Thác cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Không phải ngẫu nhiên mà Bùi Kha nói rằng những người bị bắt không thể trở về, những người này đã coi nơi bị đày ải là quê hương của mình. Vậy còn Nhiếp Cửu La thì sao, cô ấy thế nào? Có lẽ vì sợ câu trả lời không làm hài lòng mình, hắn quyết định không hỏi. Ta đi qua khe Hắc Bạch, trên đường thường xuyên đắm chìm trong ảo giác, cảm thấy mình giống như khoa phụ đang đuổi theo một mặt trời đen. May mắn thay, ở ranh giới của khe Hắc Bạch, ta gặp được tổ tiên của Quấn Đầu Quân. Viêm Thác môi khẽ động, Bạch Đồng Quỷ. Bùi Kha cười lạnh, các ngươi gọi chúng ta là Bạch Đồng Quỷ sao? Thật biết đặt tên, người thích gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy. Ta đến, đối với bọn họ là một sự kiện lớn, dù sao thì hàng ngàn năm qua không có ai mới gia nhập. Sau đó, ta giống như bọn họ. Viêm Thác cẩn thận hỏi, có phải dùng nữ oa giống để giúp ngươi chuyển biến không? Đúng, vì ta và họ phải cung cấp tượng thần nữ oa từ thần sơn. Thật khó tưởng tượng rằng dưới lòng đất còn có thần sơn, đó hẳn là một thế giới u minh trong tưởng tượng của đại chúng. Viêm Thác nhớ tới câu nói trong sách trước đó. Đây là một quốc gia đen tối, cho nên gọi là U Đô. Hòa nhập với tổ tiên thật khó, ta như người câm điếc, chỉ có thể khoa tay múa chân. Ngôn ngữ của họ, giọng điệu và âm thanh quá khác biệt. Bùi Kha ngừng một chút rồi tiếp tục, nhưng không có cách nào khác, bị buộc phải học và nghe. Một giọt nước chỉ có thể chảy theo dòng sông. Ngôn ngữ giao tiếp không phải khó khăn nhất là ở đây. Nàng lại chỉ vào trán. Ta là người hiện đại, cách niên đại của họ gần 2.000 năm. Suy nghĩ và cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Dưới mặt đất là một thế giới mạnh được yếu thua, đầy dã man và đẫm máu, không có cảm giác làm người, ai cũng sống như dã thú. Viêm Thác phần nào hiểu được cảm giác của Bùi Kha. Người ta nói 3 năm một đời người, nhưng khoảng cách giữa Bùi Kha và tổ tiên Quấn Đầu Quân có lẽ là cả một rãnh biển. Thời Tần Triều dù là xã hội phong kiến nhưng vẫn còn chế độ nô lệ, tổ tiên Quấn Đầu Quân khi đó có lẽ cũng không nói về bác ái, tự do và bình đẳng. Sống lâu trong một thế giới thú tính, nhân tính có lẽ cũng không còn nhiều. Viêm Thác không dám nghĩ thêm. Bùi Kha nói, ta không thể thích ứng, tâm trạng buồn khổ, thường xuyên vào khe Hắc Bạch giải sầu. Dạng chúng ta vào khe Hắc Bạch thuộc nghịch hành, càng lên cao, thân thể càng khó chịu, nhưng điều này lại cho ta một loại khoái cảm tự ngược. Nhìn Viêm Thác, nàng nói, nhờ vậy, ta mới gặp được Tâm Tâm. Nếu không, nàng đã sớm bị xé xác và ăn thịt đến không còn xương. Viêm Thác rùng mình. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm ơn Bùi Kha, ông trời phù hộ. Tâm Tâm cuối cùng cũng còn chút may mắn, sau khi bị ném vào khe Hắc Bạch, không phải chịu quá nhiều đau khổ. Đã nói về Viêm Tâm, Bùi Kha tiếp tục kể, nàng biết Viêm Thác muốn nghe. Tâm Tâm giống như một sự an ủi từ trời, nàng cùng tuổi với con gái ta, phần nào bù đắp cho nỗi nhớ tịch tịch của ta. Khi đó, nàng đã biết nói, biết tên mình, nhớ mẹ và anh, còn nhớ cả người phụ nữ xấu đã ném nàng ở đây. Ta dạy nàng chuyển biến, ta rất vui vì có nàng, ta không cô đơn, có người để nói chuyện. Tuy nhiên, trẻ con học nhanh và thích nghi tốt hơn người lớn, nàng học ngôn ngữ dưới lòng đất nhanh hơn ta nhiều. Ngược lại, ngôn ngữ gốc ngày càng mai một, dù ta cố gắng luyện tập với nàng, nhưng nhiều lần nàng vẫn quên. Người đã nói chuyện với nàng chưa? Thật sự khiến người ta sốt ruột, ngôn ngữ của nàng còn không bằng trẻ 3 tuổi. Còn nữa, nói ra người có thể buồn, đôi khi hận còn dai dẳng hơn yêu. Sau vài năm dưới lòng đất, Tâm Tâm đã không nhớ rõ mẹ và anh, chỉ nhớ rõ người phụ nữ xấu, thậm chí có thể mô tả đại khái diện mạo. Ta nói với nàng, nếu có một ngày gặp lại người phụ nữ xấu đó, hãy dẫn nàng đến gặp ta, ta sẽ giúp nàng hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Người phụ nữ xấu, Lâm Hỷ Nhu, Lâm gì? Dư Dung đã kể cho Viêm Thác nghe về việc Lâm Hỷ Nhu là máu túi, Viêm Thác có cảm xúc phức tạp với nàng. Hắn hận nàng vì đã hút máu và ăn thịt gia đình mình, nhưng nghĩ lại, em gái hắn, Viêm Tâm, dưới đất, cũng cần máu túi, không phải cũng đóng vai như một Lâm Hỷ Nhu sao? Ngươi đã hỏi Lâm Hỷ Nhu chưa? Có, cũng biết chuyện của ngươi, biết ngươi và Tâm Tâm có quan hệ, nếu không, ta đâu có kiên nhẫn kéo dài như vậy. Vậy, Sau đó thì sao? Ngươi giết nàng sao? Không, Tâm Tâm muốn giữ nàng lại chơi, nên để nàng bầu bạn với Tâm Tâm, giúp Tâm Tâm giải sầu. Một chữ chơi nghe thật rùng rợn, Viêm Thác bỗng rùng mình, hồi lâu mới hỏi, Lâm Hỷ Nhu như vậy, chẳng phải không thể đi dưới mặt đất sao? Đúng vậy, nàng xuống dưới rất khó chịu, già đi nhanh, xương cốt mềm, lưng còng. Ngươi không thích như vậy sao? Nàng hại gia đình ngươi, trời báo thù qua tay em gái ngươi, ngươi không vui sao? Viêm Thác không biết nói sao. Không vui, không có cảm giác báo thù, cũng không có gì để buồn, chỉ có sự tê dại. Lâm Hỷ Nhu gặp kết cục bi thảm, nhưng rồi sao? Cha mẹ và em gái của hắn đều đã mãi mãi rời xa hắn. Hắn hỏi, ta có thể gặp Tâm Tâm không? Bùi Kha lạnh lùng, muốn gặp cũng được, nhưng không cần thiết. Thứ nhất, nàng không thích đi lên. Thứ hai, ta đã kể hết mọi chuyện với nàng. Nàng biết ngươi, nhưng không nhớ ngươi, cũng không muốn gặp ngươi. Ngươi đừng nghĩ rằng nàng gặp ngươi sẽ nước mắt đầm đìa hay ôm ngươi khóc. Không đâu, ngươi bây giờ với nàng chẳng khác gì một hòn đá. Ngươi nghĩ tìm lại em gái, nhưng thực ra đã mất từ lâu. Viêm Thác cười chua chát, không nói gì, cảm giác đắng chát từ từ xâm chiếm lòng. Thực ra đã mất từ lâu, giọng nói ngọt ngào, người che chở hắn, không để mẹ đánh hắn, Tâm Tâm đã mất từ lâu. Hắn tìm thấy Tâm Tâm, cũng là lúc mãi mãi mất nàng. Trong lúc bối rối, hắn nghe tiếng Bùi Kha, nói xong về em gái ngươi, chúng ta quay lại vấn đề chính. Ngươi có lẽ biết, dưới lòng đất có cây hố trận. Khoa phủ hậu nhân, một phần nhỏ là hoang dại, phần lớn bị bắt làm súc sinh nuôi nhốt. Bọn chúng chỉ có hai công dụng, một là để ăn, hai là sinh dưỡng máu túi. Nhưng phiền phức là, bọn chúng không phải súc sinh, là người, có ý tưởng, có kế hoạch. Cho nên, mâu thuẫn kéo dài, xung đột không tránh được. Chạy trốn thường xảy ra, Quấn Đầu Quân không muốn điều này xảy ra, ai muốn tài nguyên bị lãng phí. Cho nên kiêu quỷ được bố trí ở Khe Hắc Bạch, ngăn địa kiêu trốn thoát. Tại sao nhiều năm như vậy, người ngoài đi thu hoạch thường trở về tay không? Là vì từ nguồn cội bị ngăn chặn, Khe Hắc Bạch giải rác ít du thám bên ngoài, gặp được họ là tỷ lệ thấp. Nhưng ngoài ý muốn thường xảy ra, Lâm Hỷ Nhu là ví dụ. Nữ nhân này rất thông minh, không chỉ mình trốn thoát, còn lập chân ở bên ngoài, mở rộng cục diện, dưới đất cũng có đường riêng, giống như lén qua kiến dọn nhà, từng bước đưa địa kiêu ra ngoài. Viêm Thác nhớ lại bảng Excel, thì ra những người này không phải chạy trốn một lần. Bùi Kha nói, ta không thích điều này, sao lại làm phức tạp thế? Những địa kiêu này, chỉ cần ngươi khéo léo một chút, cho chúng một chút ân huệ, để chúng thấy mình là người, chúng sẽ cảm động rơi nước mắt, hài lòng với hiện trạng. Dù sao, từ bản chất, chúng cũng là người. Là người thì có nô tính, nhiều người sẵn sàng làm nô lệ, chỉ cần ngươi thông minh, sẽ an bài. Mọi thứ sẽ ổn thỏa. Chúng ta đã học lịch sử, học chính trị, nếu mâu thuẫn quá lớn, ngươi không ngại sửa luật. Địa kiêu chết hết, không có lợi cho chúng ta, tại sao không nhường một chút lợi, cho chúng chút ngon ngọt, để chúng phục vụ tốt hơn. Những người ngu ngốc Quấn Đầu Quân, biến dưới đất thành địa ngục, 2000 năm không tiến bộ. Đó là nhà của ta, ta muốn sống mãi ở nơi không có hy vọng sao? Bùi Kha cười kiêu ngạo, một ngày, ta nghĩ thông. Đám phế vật này không làm được, vậy để ta làm. Viêm Thác hiểu ngay, người muốn đấu với bọn họ. Bùi Kha hỏi lại, ở đâu mà không đấu? Dưới đất, muốn giải quyết khác biệt, chẳng lẽ bằng cách phân rõ đúng sai? Thật buồn cười, lời chưa nói xong, đã bị ăn tươi nuốt sống. Nàng muốn bình tĩnh, bồi dưỡng thế lực, từng bước một, làm thay đổi dưới đất. Ta không điên mà đấu ngay, chuyện không chắc chắn ta không làm. Muốn đấu, phải có thực lực, người thấy đấy, mấy năm nay ta lẫn vào không tệ, Tâm Tâm là người thân cận, ta còn thúc đẩy được một số người, ra lệnh, nhưng còn thiếu nhiều, không phải người của mình, không có cùng ý tưởng. Viêm Thác cảm thấy lạnh người, vậy ngươi ép những người kia. Bùi Kha gật đầu, thu hoạch, còn ai sẽ đến? Ta đã sớm nhắm đến Quấn Đầu Quân, nhưng khi đó ta chưa đủ mạnh, không ai nghe lời ta. Hơn nữa, ta không biết Quấn Đầu Quân khi nào đến, Tưởng Bách Xuyên diễn xuất, mấy năm mới có một lần, ta không thể phái người canh chờ. Dù canh chờ, nhận được tin, từ dưới đất đến, cũng không kịp. Cho nên, ý tưởng này luôn tồn tại trong đầu, chờ thời cơ. Viêm Thác muốn cười. Hắn gần như thương hại Tưởng Bách Xuyên và Hình Thâm. Qua nhiều năm, họ tự cho là giữ bí mật, dựa vào cây dụng tiền, thậm chí hùng tâm bừng bừng muốn tiến thêm một bước, tìm thịt nữ oa. Họ tự cho mình siêu phàm, nhưng thực ra, trong thế cục ngàn năm, họ là tầng dưới chót, nhỏ bé nhất, bận rộn, đáng thương và buồn cười, bị địa kiêu nhắm đến, cũng là con mồi của Bùi Kha. Lần này thì sao? Lần này, nhân duyên hội tụ, thời cơ chín mùi. Nguyên nhân là địa kiêu ở Khe Hắc Bạch dị động, Lâm Hỷ Nhu thử kêu gọi địa kiêu, người biết không? Viêm Thác lắc đầu, chợt nghĩ ra điều gì, chần chừ gật đầu. Hắn nhớ lại khi ở người tượng bụi, mình từng đánh mất hình thú địa kiêu. Giống như Bạch Đồng Quỷ có thể thúc đẩy kiêu quỷ, Lâm Hỷ Nhu loại này, cùng hình thú địa kiêu có cảm ứng, nàng hẹn Hình Thâm ở Khe Hắc Bạch, để có ưu thế tuyệt đối, rất có thể ý đồ triệu tập địa kiêu. Khi đó, chúng ta cảnh giác, cũng dọn dẹp, nàng hẳn không gọi ra mấy. Sau đó, khánh nhiễu vấn đầu vang lên, báo hiệu có quấn đầu quân bên ngoài. Điều này có nghĩa là, địa kiêu dị động, quấn đầu quân truyền âm cho kiêu quỷ, có chuyện hiếm lạ xảy ra. Vừa lúc đó, Bùi Kha, trong Bạch Đồng Quỷ đã có vị trí, nàng cảm thấy thời cơ đã chín mùi, kế hoạch của mình có thể hành động. Cho nên, Bạch Đồng Quỷ hung hăng vượt Giản Thủy, giết kiêu gặp kiêu, bắt người gặp người. Viêm Thác cảm thấy khó xử, người ép nhiều người như vậy, không nghĩ bọn họ không muốn sao? Bùi Kha bình thản, chỉ cần vào Khe Hắc Bạch, không muốn cũng thành muốn. Nói thêm, tại sao không muốn? Bọn họ trên mặt đất là nhân vật có thành tựu, có sự nghiệp sao? Giọng nàng dần chuyển mỉa mai, chạy thu hoạch, chỉ vì tiền, nếu có chút bản lĩnh trên mặt đất, đâu đến nỗi cầu loại tài này. Có nhiều người, sống khó khăn, sao không đến dưới đất? Trên mặt đất không là gì, nhưng dưới đất khác, kéo đến người, trở thành đỉnh cấp loài săn mồi. Làm thành công, sống thoải mái, còn có thể sống lâu, không tốt sao? Người đưa ta đến người chủ sự hiện tại, Tưởng Bách Xuyên cũng được, ai cũng được. Ta sẽ an bài phong tỏa biên giới, về sau sẽ không còn địa kiêu hiện thế. Ta không muốn có địa kiêu vi phạm, gây chuyện, dẫn đến người hiếu kỳ dưới đất, quấy rầy thanh tĩnh của chúng ta. Ta đã hủy khánh nhiễu vấn đầu, không cần liên hệ nữa, từ nay về sau, trên đất về trên mặt đất, dưới mặt đất, các ngươi sống theo các ngươi, ta sống theo ta. Đủ rõ ràng chứ? Đủ rõ ràng. Viêm Thác cảm thấy nặng nề, còn A-la, nàng biến rồi, không còn muốn trở về nữa sao? Bùi Kha trầm mặc. Viêm Thác bỗng có linh cảm xấu, từ khi gặp, hắn đã hỏi nhiều lần về Nhiếp Cửu La, nhưng lần nào Bùi Kha cũng lảng tránh, hoặc im lặng. Cuối cùng nàng mở miệng, người nói Tịch Tịch, nàng thế nào, người không thấy sao? Điều này nghĩa là gì? Viêm Thác không hiểu, nàng không sống sao? Ai nói với ngươi, nàng sống? Trong đầu Viêm Thác ong ong, dường như có ong mật bay xung quanh, tần suất càng nhanh. Ngươi có nữ oa giống? Bùi Kha giọng cứng nhắc, chúng ta chưa bao giờ có thịt nữ oa. Cái gọi là nữ oa giống, chỉ là truyền thuyết về thi thể nữ oa phân hủy, huyết nhục xâm nhập vào bùn nhưỡng. Viêm Thác môi khô khốc, là nữ oa giống, có thể giúp người sống. Nữ oa giống giúp chúng ta giữ diện mạo người dưới đất, địa kiêu giữ diện mạo trên mặt đất, không có khả năng khởi tử hồi sinh. Viêm Thác nhìn Bùi Kha, lòng trống rỗng. Hắn cố gắng tìm điều gì để bác bỏ Bùi Kha. Nhưng ta thấy địa kiêu, chỉ cần không tổn thương sọ hoặc cột sống, chết vẫn sống lại. Người cũng nói là địa kiêu, năng lực tái sinh là thiên tính của chúng. Nhưng đó là địa kiêu, không phải chúng ta. Chúng ta nhận công kích chí mạng, sẽ chết. Cho nên chúng ta mới là đỉnh cấp loài săn mồi dưới đất. Chỉ có một mạng, chỉ khi mạnh nhất mới sống lâu. Viêm Thác bỗng cảm thấy chân mềm. Hắn nhớ lại vài chuyện. Trần Phúc chết, không có nữ oa giống trợ lực, cũng sống lại trong hành lý. Bùi Kha nói đúng, tái sinh lực là địa kiêu tự mang, không phải do nữ oa giống. Cẩu nhà trước đó ngâm bùn nhưỡng chỉ giúp khôi phục nhanh hơn. Bùi Kha khi bắt người, chỉ làm họ bị thương, không giết, trừ lần Nhiếp Cửu La. Hắn ngập ngừng, hỏi lại, còn A-la? Giọng Bùi Kha lần đầu có vẻ thê lương, khi ta gặp nàng, đã quá muộn. Khi đó, nàng cứu ngươi, ta nghĩ ngươi là người nàng thích, nên ta bỏ qua ngươi. Từng chữ hắn nghe rõ, nhưng không hiểu Bùi Kha muốn nói gì. Nàng là con gái ngươi, ngươi không cứu nàng sao? Bùi Kha bình tĩnh, nàng là con gái ta, nhưng ta không phải nữ hoa đại thần, ta không có khả năng hồi sinh người chết. Nàng lấy từ vạt áo ra một đóa hoa, đưa cho Viêm Thác. Hoa đen, Viêm Thác nhìn, mờ mịt nhận lấy. Xúc tu lạnh buốt, dưới đất có hoa sao? Không biết, hắn chưa đi qua, hoa này cùng màu với áo Bùi Kha, lại thêm dạ quang yếu, hắn không chú ý. Hoa này nghĩa gì? Đại diện hoa trắng tế điện sao? Bùi Kha nói, ta đi, cứ vậy đi, ta luôn nghĩ ngươi sẽ trở lại, ngươi trở lại, rất tốt, nói rằng Tịch Tịch không chọn lầm người, ánh mắt nàng tốt hơn ta. Viêm Thác lẩm bẩm, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chuyến này chết là A-la. Tưởng Bách Xuyên, Hình Thâm, những người bị bắt, thậm chí Lâm Hỷ Nhu, sâu liên quan vẫn sống, dựa vào cái gì? Nhiếp Cửu La chết. Bùi Kha không nói, nàng quay người đi hướng bờ sông, cổ lạnh, là phỉ thúy bạch kim dây chuyền. Phỉ thúy nóng khi dán ra, nhưng nhớ Tịch Tịch, lại lạnh, cổ họng nàng cũng lạnh, như bị móc ra một cái hố lớn. Dựa vào cái gì? Nàng cũng muốn hỏi, sao lại là Tịch Tịch, sao lại là nàng, vào thời khắc ấy động thủ. Bùi Kha nhảy lên dây thừng. Viêm Thác tỉnh giấc mộng, điên cuồng đuổi theo, hỏi, thi thể của nàng đâu? À là thi thể đâu? Người mang đến sao? Bùi Kha dừng lại, đứng trên dây thừng run rẩy. Nàng không nói, chỉ cúi đầu nhìn Giản Thủy chảy xiết dưới chân. Viêm Thác lạnh người, như bị ngâm trong nước lạnh, ngươi ném nàng vào nước. Bùi Kha nói, ngươi nghĩ ta vì sao lên đây, vì sao ở đây? Ta đến xem Tịch Tịch, đây là nơi nữ hoa đại thần thân xác đổ sụp, truyền thuyết máu nàng hóa thành nước sông, ngày ngày tuôn trào không ngừng, cùng tổ thần, là nơi Tịch Tịch tốt nhất để trở về. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.